Chào mọi người, đây chính là một server Discord của Sinh Tố Team dành cho ai là fan của Sinh Tố Team. Nơi này các bạn có thể giao lưu với bọn mình nè, hoặc là những bạn fan khác. Không những thế, Discord này còn có những trò mini game khác để cho các bạn chơi cho đỡ chán nữa. Ví dụ như là Naruto đó, hoặc là các bạn chơi bắt Pokemon. Và một trò được nhiều người trong cái Discord này thích nhất, đó chính là trò ma sói. Nếu các bạn fan của Sinh Tố Team và muốn tham gia giao lưu với bọn mình thì đừng quên vào phần link ở bên dưới nhé. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với series Sinh Tố Nếu Như của bọn mình. Và đây là Sinh Tố Nếu Như. Mọi thứ ở đây đều là nếu như nên các bạn hãy lưu ý nhé. Được rồi, bây giờ chúng ta đến với Nếu Như Tổng thống Hiha quay trở lại với làng Sinh Tố. Trong video của Jimmy thì các bạn có thể thấy ZVN và Jimmy đã lên kế hoạch bắt cóc hết tất cả mọi người trong việc thực hiện nghi thức hồi sinh. Và Jimmy đó cắt hết tất cả mọi người trong làng. Và cùng với Jack thực hiện nghi thức đó, mọi thứ đã diễn ra suôn sẻ theo kế hoạch nghi thức của Jack. God Hiha đã đi mãi mãi. God Hiha đã chết để nhường lại sự sống cho Hiha. Đúng vậy, đó là mình. Hiha không phải Hiha ác hay bất kỳ ai hết. Trong lúc mọi người chạy về làng để xem sự trở lại của mình, thì mình hoang mang không biết bằng cách nào mình đã quay trở lại và bỗng chợt đã chạy đến. Ủa, vậy có nghĩa là Jack đã hồi sinh mình hả ta? Ủa nhưng mà tại sao nó lại nó hồi sinh lên mình? Không phải là thằng Hiha ác, là mình đã tiêu diệt nó trong cái lần ký ức lần trước rồi, hoặc là không còn thằng Hiha ác nào trong đây cả. Thế giới của mình mọi người sửa lại hả? Không biết. Ý à. Vô. Ông đây hả? Chờ chút. Ông không phải tổng thống Hiha. Tôi là tổng thống. Không phải tổng thống Hiha. Tôi là tổng thống. Không phải. Ông là Hiha thường, không phải là Hiha tổng thống. Hiha tổng. Chết, giờ mình không có đồ gì mà cả. Mình phải chạy thôi các bạn. Nếu không mình đứng ở lại á thì Jack nó sẽ giết mình chết. Quay về đây, tôi phải canh ông nữa. Tôi phải làm nghi thức lại lần nữa, tôi phải giết ông thì mới được nữa. Không. Vậy không. Lại đây. Không, ông sức của ông đã. Không muốn lại, cũng phải lại. Tuyệt. Không. Giết được chạy nữa, tôi ngán mấy cái vụ này lắm rồi nha. Bộ giáp đó là bộ giáp mà lần cuối tôi đánh nhau với tụi kia ông vẫn còn giữ hả? Được, giữ đi. Thì da chính cảm đó. Cảm ơn ông món quà nha. Mà tôi cần ông quay lại cái cách đi. Tôi phải cần lấy đồ của tôi để đấu với ông một trận ngày hôm nay. Hay lắm, ông lấy cái gì mà lấy? Sao vậy? Tôi vô nhà Abby thế. Ồ, có giáp rồi hả? Rồi chạy đâu, đường nào nữa đây? Được rồi, bộ giáp này nó cũng không khác gì bộ giáp của ông đâu, nhưng mà nó chưa lên được Netherite thôi. Ây da. Ok, nói gì nữa? Sao nè? Mặc dù tôi không giỏi bằng ông được, nhưng mà tôi có giáp này mạnh hơn nhiều. Mạnh như cái bộ giáp kim cương thường, quen của ông. Nè. Bộ giáp của ông Netherite cũng hơn tôi được một xíu. Ủa? Thôi. Đúng rồi. Sao ông lại đánh Hiha vậy? Rồi chú này tôi phải giết thằng này. Giết được tao hả Jack? Điều hồi giết thật. Không phải Hiha thật đâu. Đây là Hiha mà ông nói gì vậy ta? Làm gì mà đi ra vậy mày không giết được tao đâu. Tôi là có bộ giáp này rồi, bộ giáp của tao y chang bộ giáp của mày ra đó. Nó mày chỉ có thêm là Netherite, còn tao thì không thôi. Nó 1910 nha đó Jack. Trời ơi bây giờ thế mọi người lâu về thế. Hai người này sao lại đánh nhau rồi nè. Jack! Mày lùi lại. Lùi lại. Ôi ớt, mọi người về. Ủa anh nha. Tất cả mọi người đó về đây rồi nè. Hiha, mày có phải là thật không? Tao đây. Không, Jack đang cố giết Hiha nè. Kỳ vậy. Ông là người cố hộ trợ Hiha mà Jack. Jack cứ nói đây không phải Hiha thật hoài à. Thằng Jack này. Tôi không quan tâm. Jack này nó bị thế lực bóng tối u ám nó rồi. Nó không còn là Jack như bình thường của tụi mình biết đâu. Thế thì đó là Jimmy rồi mà Jimmy. Và bây giờ chính không, nó lại là người bị lừa. Không, chính Jack là người đã giúp tôi hồi sinh được Hiha mà. Nó chỉ là cái cớ thôi. Người... Nó muốn hồi sinh cái đúng tên rồi. Hiha ác gì đó của nó đó. Đúng thì rồi, tôi phải Hiha hồi bình sinh rồi đúng không? Bây tôi giờ hỏi chính thằng độc ác đó. Nó nhận lại cái hậu quả là nó đã hiệu triệu hồi Hiha bình thường rồi. Là nó đã thất bại rồi. Không, tôi chưa thất bại. Hiha còn, có nghĩa tôi vẫn còn. Ê, đây. Mọi người cẩn thận tôi đâu chắc. Mọi người ơi, ông nên bình tĩnh lại đi. Bây giờ mày đã một chút rồi. Mày thắng được đâu. Hiha đã hồi sinh. Mày đã hết cách để chịu hồi rồi. Không thua rồi Jack.
Sao đây? Sao đây? Ai muốn tiếp nữa không? Bộ giáp này tiếp nữa không? Bộ giáp này thời gian của thằng Jack là bất tử đó. Tôi đã sử dụng, tôi biết được. Đừng có cố đụng nó làm gì. À, sao vậy? Sao đây? Sao đây? Sao đây? Tiếp đi chứ? Tiếp đi chứ? Không, đầu hàng đi ra. Sao lại không? Đầu hàng đi. Đó, vậy giờ tôi phải giết mọi người đây hả? Rồi tôi mới có thể tới tổng tay Hi Ha được hả? Đó. Ok, mấy ông muốn thì tôi chết. Không được, bây giờ có tao đây thì mày đừng hòng giết được bất kỳ ai của cái làng này. Hiểu chưa? Hi Ha đã hồi sinh, chiến tranh đã kết thúc. Mày cũng nên dừng cái cuộc trận chiến này lại đi chắc. Trời ơi, tao nghĩ mấy ông ơi. Bây giờ nó đã tâm trí mà ông thì nó sẽ bình tĩnh chiếm cái gì mà xâm chiếm. Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng mà. Đúng rồi. Nhưng mà gì? Bây giờ ông chỉ cần lấy bộ giáp đó ra thôi. Ông sẽ bình tĩnh lại thôi chắc. Vậy thôi đi mà chắc. Tôi tới nước này rồi mà còn tôi kêu tôi bỏ cuộc hả? Mấy người, ngây thơ quá rồi đấy. Sao vậy? Giờ còn nói chuyện được hả? Sao thế? Đi tới đi chứ, đánh tiếp thì nào? Sao lại ngừng? Ngồi nhận ra chắc. Mày điên rồi. Đi quá xa rồi anh chắc ơi. Tất cả mọi người, đều không muốn chiến tranh mà mày lại muốn. Mày điên rồi chắc ơi. Xin. Như ý mày muốn rồi. Bộ giáp đó chính là bộ giáp. Lần trước tao đã đánh đổi để có được nó, nhưng mà tại nó làm tao mới thay đổi hết mọi thứ. Mày đừng có giống như vậy. Hãy cởi bộ giáp da mà vứt nó đi. Vứt nó đi ra. Tao muốn thì sao hả? Giờ tao không muốn thì sao hả? Tụi mày làm cái gì? Tụi mày làm tôi cái khá gì? Tôi sẽ tìm cho bộ giáp khác mà. Sau khi mày dọc xong thì mọi người quay trở lại với nhau. Tụi mình là một team mà, tụi mình là bạn bè mà. Đây là một server để tụi mình chơi chung với nhau mà. Rồi, tụi mình từng bảo vệ nhau mà. Ông giúp tụi tôi đưa được Hi Ha về rồi thì tụi tôi cũng sẽ giúp ông trở lại như trước thôi Jack à. Quá ngây thơ rồi đấy. Mày thiệt tình quá ngây thơ rồi. Tôi gà. Ngây thơ cái gì rồi, trời. Rồi, vậy nói chuyện xong chưa? Nhưng mà đã thôi. Tao cũng cảm ơn mày nha. Hồi sinh ai đây không hồi sinh? Hồi sinh được tao lên. Chắc đây cũng là ước nguyện mà mày mong muốn nhất và cũng như là cái mà mày thất bại nhất trong cuộc đời của mày chơi Minecraft với Jack. Ôi không sao. Giờ chỉ đây chỉ là bước đầu thôi, bước tiếp theo tao giết mày rồi ra thật mới trở trời lại. Sao mày biết mày giết được tao? Làm sao mày giết được? Làm sao mày giết được? Rồi sao? Rồi sao? Rồi sao? Người bảo vệ Hi Ha mà Jack. Đúng vậy. Người cẩn thận coi chừng hư giáp nha. Ê, trời ơi, đã nói giáp sát kìa đừng cố. Vô đánh nó. Ê, Dùm ơi. Dùm ơi, giờ tao có phe rồi. Bà phải giúp đỡ tôi chứ. Nhưng mà đây là Hi Ha mà. Ông chỉ muốn cùng tôi hồi sinh Hi Ha lại. Tại vì lại sẽ tốt không ai muốn hồi sinh thôi. Ông bình tĩnh lại đi. Mục đích của mày là gì nước này đừng kêu tôi bỏ cuộc hả? Chắc rồi. Mục đích của tôi hả? Hồi sinh. Ông đánh Hi Ha thêm. Mất cái mũ rồi. Để mà. Điều kiện nữa. Mất giáp rồi kìa chắc ơi. Đánh nhau nữa không? Không sao đâu, trời ơi, mọi người lo cho tôi quá. Hồi bộ giáp này nó không như mấy bộ giáp quen mà tụi bay đang mặc đâu. Nó sẽ tự hồi lại thôi. Tao biết, nhưng bộ bây giờ giáp tao xài mà Jack. Tên gì thế, trả lại cho tao. Biết thì nên nói gì thế. Quăng ra đây. Rồi mày mặc luôn hả? Rồi mày trở thành tác tộc luôn hả? Như nãy giờ nói, rồi bây giờ nói đó. Lại. Trời ơi, thôi. Tao sẽ không để ai, bất kỳ ai có thể mặc bộ giáp nó vô đâu Jack. Nhanh lên, đưa giáp đây. Ơi được rồi, dù sao tao không biết giới hạn của mình mà, tao không đánh hết cả luật đâu. Hẹn gặp lại ngày hôm nào đó nha. Một hôm trời đẹp như này, vua ta sẽ giết hết tất cả tụi bay. Bye bye. Hay là mình đã được hồi sinh thật sự. Mình đã quay trở lại cùng với mọi người. Ôi, ông chạy nữa kìa. Lại chạy nữa rồi. Chạy đi. Ủa mà khoan, Hi Ha. Hả? Đúng là mày thật rồi đúng không? Thì tao đây. Đúng rồi, đây là Hi Ha mà. Chào mừng. Không gặp. Chào mừng Hi Ha đã trở lại với làng sinh tố. Ôi, bữa giờ mọi người bữa giờ mọi người sống sao rồi? Nghe nói trên làng này có nhiều thứ phải căng thẳng với Jack lắm đúng không? Đúng. Như hồi bữa đúng. Nhìn mày nói chuyện với Jimmy đúng không? Hồi bữa tao triệu hồi mày lên kìa. Còn nhớ không? Đúng rồi. Thì đó là tao. Ừ, vậy là đúng rồi. Jimmy sao vậy? Vậy là đúng rồi. Tôi nhưng cũng mà... xin lỗi tất cả mọi người vì tôi phải lừa mọi người để Jack hồi sinh được Hi Ha nha. Sao? Tại vì nó hứa rồi, đúng rồi, tại vì Jack hứa với tôi sẽ hồi sinh Hi Ha thật trở lại. Nhưng mà có một chuyện rằng là sao bà không nói với mọi người chứ? Tại vì trong làng này không ai muốn hồi sinh Hi Ha hết á. Thôi, mọi người không muốn hồi sinh là cũng đúng mà.
lỡ đi hát gì đó lên rồi lặp lại lịch sử chết sinh nhật chết chóc của Huy lần trước nữa thì mọi chuyện lại khác đi đó. Nên vì thế bây giờ làng của chúng ta cũng đâu có mất một ai đâu. Vậy khi mà một người hồi sinh lên còn người đó thì sẽ như thế nào vậy mọi người? Nó sẽ chết. Vậy là Gotia chết rồi hả? Vậy là Gotia đã chết rồi. Sao à? Có chuyện gì? Ông nhìn như vậy chắc ông sẽ không biết về cái ngôi nhà này đâu đúng không? Nhà này tôi xây đâu? Thì bây giờ nó là của anh luôn rồi. Nhà này là của Gotia xây đó. Kệ đi, cứ để vậy đi. Nhà của Gotia thì bây giờ Gotia nó cũng chết rồi. Mình nên cần xây một cái gì đó cũng như để tưởng niệm. Hoặc là cái tượng này ta thấy không thuộc về tao đâu. Thuộc về... Ủa sáng đánh dữ vậy? Thuộc về thằng Gotia nghe hay hơn á. Ta biết được tin nó nhờ nó mà mới có vụ bầu tổng thống mới mà đúng không? Đúng rồi anh. Cũng nhờ nó mà bây giờ tao mới làm tổng thống được nè. Ê mà khoan đã. Nếu mà mày hồi sinh rồi thì chắc tao sẽ trao lại chức tổng thống lại cho mày. Thôi tạm giữ đi, từ từ. Bây giờ vấn đề chưa còn giải quyết xong đâu. Với lại để tao còn quay lại coi mọi người sao đã. Vậy đi. Thì cũng tùy mẹ tại quay là người đi. Đầu tiên làm tổng thống cái làng sinh tố này. Cứ tạm như vậy đi. Cuối cùng tao cũng quay trở lại đây rồi. Quá nữa, đi về căn cứ cũ còn nhiều đồ đó lắm á. Nhưng mà chắc lúc nào cũng ở chỗ đó hết á. Lo gì, bộ giáp đó là bộ giáp mạnh nhất của tôi. Nó cũng đồng bộ với lại bộ giáp này nè. Nhưng mà chỉ có một bộ đó tôi làm riêng ra để giao ước với lại tối để có thể có được bộ giáp đó đó. Nhưng mà bộ giáp đó cũng ngang ngửa cái này à. Từ từ đi. Nhưng mà hình như là chỉ có chính bản thân mình mới tháo bộ giáp đó ra được thôi đúng không? Dạ mà tháo được. Ủa? Học đâu. Bữa giờ là Jack nó cứ ám sát cái làng mình vậy hoài luôn hả? Đúng rồi. Lâu quá mới quay trở lại luôn á. Ê, hoài hoài niệm ghê ta. Xuống đi mọi người. Lấy xuống nè anh ơi. Xuống. Buồn quá trời bà lóc luôn. Lấy hết thuốc đi, lấy hết thuốc đi. Còn rất là nhiều đồ trong đây luôn nè. Ủa căn phòng. Căn phòng này nhớ lúc trước ghê á. Gì đây vậy? Nó lơ lửng vậy. Sao mấy cái này lơ lửng nè. Giờ mới để ý á. Cái này. Lấy được không? Lấy được nè. Chính là 10 món đồ của Hi Ha. Ai, tự nhiên lúc trước tự nhiên không khỏe sao tao khùng khùng điên điên đi giết hết tất cả mọi người nữa. Đó như tao là một người điên khùng vậy á. À mà khoan đã nha. Cái đợt lần trước tao vào cái làng trà sữa thì cho tới nay tao mới gặp lại được mày. Thì tao có cơ hội để xin lỗi mày nha. Tao muốn cái làng này phải tan rã. Nhưng mà do lúc đó tao vì tao đã quá tức giận và cũng hơi ngông cuồng nên đã tạo ra một cái làng trà sữa để gây mâu thuẫn với mày. Không sao đâu. Đó thì tao bây giờ cũng bỏ qua rồi, không còn quan tâm về cái chuyện đó nữa đâu nên nó không có gọi là gì tao để bụng nữa. Thôi nhưng mà để tao đi kể cho tụi mày nghe lịch sử mà tao đã chuẩn bị cho sinh nhật chết chóc như thế nào. Lịch sử hả? Ôi, cả một lịch sử luôn. Đó, tao chạy bước dưới này nè. Cái này tụi tao biết rồi, có thi hai đã dẫn đường cho tao biết rồi. Đây, ở đây, xong rồi tao đặt một cái này ra. Xong rồi tao đặt, tao kích hạt TNT là nó nổ ở dưới. Vậy lớn dữ. Nhưng mà cũng may á, là trong cái dương em đợi của tao á là nó còn mấy cái bộ giáp cũ. Nếu không á là thôi nãy chắc tao bị rác giết chết luôn rồi. Ô con đường này dẫn tới đâu vậy? Cái mặt bộ đồ đó rồi. Đây nè. Cái gì? Anh đâu rồi? Đó, mọi thứ tao đã chuẩn bị ở đây, rất là nhiều quy thờ nhưng mà tao mất tiêu hết rồi. Cái quy thờ đó sau khi trận đánh đó là tao bị mất hết rồi. Ủa Jimmy tìm cách hồi sinh tôi á hả? Đúng rồi, tôi với Jack á, tôi thì chỉ làm những việc giặt cho Jack thôi à, còn cái việc mà hồi sinh á là Jack làm hết á. Ủa mà sao Jack lại biết cách hồi sinh hay vậy ta? Tôi cũng không biết nữa, Jack phải đi tìm hiểu nhiều lắm. Thời gian của ông chỉ để tìm hiểu đi hồi sinh thôi à. Mà có nhiều lần á, Jack hay ấp úng nói những điều rất là kỳ lạ luôn. Bây giờ á, mặc bộ giáp kiểu như là Jack cười một cách rất là ghê luôn. Mỗi lần mà khi mà tôi đến đây để gặp lại Jack nè, để gặp Jack để bàn việc gì đó là Jack hay đứng ngay đúng ngay chỗ này. Jack nói những cái điều gì sắp thành công rồi. Bây giờ á, khi mà mặc bộ giáp nó vô á, bóng tối sẽ bao trùm một nhân cách khác sẽ xuất hiện ra. Thôi vậy sao Jack lại lựa chọn mặc bộ giáp đó vậy? Lần cuối tôi có thể để đưa mọi người quay trở lại là tôi có thể đánh bại được cái phần bóng tối đó. Để cho tôi là người hy sinh để mọi người mới có thể quay trở lại đó. Còn nhưng mà tôi cũng chả biết cái đó phải là hồi sinh không nữa. Nhưng mà tôi chỉ biết là tôi đánh bại được cái tên đó. Cái là mọi người hồi sinh trở lại. Còn bây giờ ta phải nghĩ cách gì đó. Lấy hết đồ đi đem về làng để
chúng ta cần tôi nghĩ là mọi người cần một cái rất là nhiều rồi. Rất là nhiều rất là nhiều đồ và chuẩn bị đồ đi. Chúng ta có một chuẩn bị có một cuộc chiến tranh lớn với Isaac đừng đó. Dạ ha mọi người. Có chuyện gấp, có chuyện gấp. Dạ gà. Chết rồi. Yumi với thằng Jack đang Yumi đang bị Jack đuổi ngoài cái khu tuyết kìa. Thiệt không? Thiệt tao giáp vậy tao đâu có dám vô cứu đâu. Thôi Jack đi lấy lấy bộ giáp này vô đi. Ok. Đi đâu khu nào? Ủa sao Yumi đi ra đó để Jack dí vậy? Tao không hiểu luôn. Tao phải chạy về kêu bảo mày liền nè. Lên. Mọi người không hay là tao với mày thôi? À mày thôi lẹ đi, không thôi không kịp đâu, mọi người cũng yếu xìu à. Yumi ơi. Nghe tiếng Yumi kìa. Không đi hả? Kìa. Sao? Không làm được gì đâu Jack à. Yumi đã bị đánh kìa, nhanh lên. Thấy gì không? Ôi trời ơi, sao gì Hiha ở đây nữa rồi? Tụi nó là chờ chút mà, trời ơi, tôi chưa tới giờ đi mà đánh với mọi người. Sao tới rồi? Nhưng mà thôi ông lại đụng với Yumi. Trời ơi, tôi là người tội nghiệp vậy mà. Tôi đang đi cái Yumi tới rồi đánh tôi, không hiểu sao luôn á. Có chuyện đó không Yumi? Kỳ không ấy? Không có luôn á. Đấy, tại sao lại đánh Yumi? Ông muốn chết đúng không? Trời ơi, tôi muốn chết thì ai làm tôi chết được. Ông nói hồ đồ quá vậy Huy ha. Để tôi giúp ông cho. Ôi. Để tôi giúp ông cho. Trời ơi, quá sớm quá rồi. Mày điên rồi. Để tôi giúp mày nha. Đấy, 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 đấy. Đấy. Cái mũ nó hồi lại rồi kìa. Để mày đi. À, nó rồi, hồi nhanh lắm. Sao vậy? Trời, 3-1 vậy mà nói kỳ vậy trời. 3-1 không chụp cũng qua. Ơi, bây giờ nó đánh như vậy chứ Jack ngoài cũng không phải là cánh nữa. Đấy, tôi mất cái giày rồi. Tôi mất cái giày rồi. Ờ, chết tôi rồi. Trời ơi, chết tôi rồi. Đổ thảo bộ giáp đó gì Jack. Ê, ok. Thôi, bye bye mọi người trước nha. Tôi đi đây. Trời ơi là trời. Đang đi bình thường, an toàn nhưng mà. Thôi, Jimmy. Tính ra cái giáp này. Vậy thôi được. Thằng này nó cứ canh me hoài à. Tôi xin lỗi mọi người. Ôi, về lại đi. Hồi nãy tôi thấy tôi chạy về kịp á. Trời ơi, thôi là ông thấy á, tôi gà. Thôi là chết tôi rồi. Bây giờ này nó cứ canh, nó ám sát hoài à. Nên tụi mình cứ ở trong làng đi. Ok, tôi biết rồi. Tại vì tôi đi ra đây tìm thêm một chút xíu thức ăn á. Hết thức ăn rồi. Bên căn cứ của tôi quá trời kìa. Hôm qua không chịu lấy. Nhưng mà tôi lại sợ ở đó rồi gặp xác. Hôm qua không lấy. Quên hoài nè, cho tấm vàng nè. Em ơi ha. À thằng kia. Mày me, tao thấy mày rồi, mày me hoài. Thấy mày me rồi. Kêu mọi người lại đây, tôi đưa hết kim cương cho. Đi lên. Ừ, với lại cho mọi người lại cũng bảo là mọi người cẩn thận luôn. Cái cảnh mọi người ơi. Mọi người ơi, đã hộp xuống lại xin tôi. Lá gì vậy cháy? Ôi dữ vậy, dữ vậy. Cái gì nè, biết gì không? Kim cương nè, bị chắc chiếc. Kim cương hồi đó của ta đó, cứ lấy chế hết giáp đi, đàng hoàng đi, không thôi giác giờ nó kiếm, nó canh, nó giết đó. Rồi có kinh nghiệm đó. Kinh nghiệm nữa nè, giờ có gì tha hồ mà đi enchant đồ đàng hoàng hết đi, trời ơi. Ôi, cảm ơn anh nhiều nha. Không phải là giỡn chơi nữa đâu, chắc nó có thể giết chúng ta bất cứ lúc nào đó. Vậy bây giờ là chúng ta đã có đầy đủ gọi là bộ giáp rồi, bây giờ chúng ta không cần phải lo nó đi enchant đi, thằng ngu. Ây da, từ giáp yếu xìu có đầy đủ. Ôi, cảm ơn anh đi nha. Thôi, về đi. Mọi người anh cho anh đầy đủ giáp hết đi nha. Ok rồi. Cẩn thận nha Mi, Yumi đừng có vậy nha Mi. Đừng có đi từ lưa nữa nghe chưa. Mọi thứ bây giờ nguy hiểm quá rồi các bạn ơi. Thôi lần trước mình ra đi thì mọi thứ ở đây rối nùi lên như thế này sao?